89 thiên, ngày 89. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Bạn có muốn ăn đồ ngọt hay không? 你要不要吃甜品? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ok, ừ, rất vui được quen biết bạn. 好的, 很高兴认识你. 1-2 câu mà thôi. 一两句而已. Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Không 977-309-915. Linh 977-309-915. Cho nên mình còn chưa cài đặt. Suì wǒ hái mèi you anzhuāng. Sẽ tải xuống xem. Huì xà zài kàn kàn. Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Để mình. 我来. Còn phải làm cô giáo của mình. 还要当我的老师. Đừng khách sáo. 不客气. 别客气. Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等. Thái độ phục vụ của chỗ này. 这里的服务态度. Quán cà phê này. 这家咖啡厅. Khá ít gặp. 比较少见. Có hợp với khẩu vị của bạn hay không? 合不合你的胃口? Wow, thật sự rất không tệ. Wow, 真的很不错. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好,很香. Mình cũng thấy vậy. 我也觉得. Có muốn ăn đồ ngọt hay không? 要不要吃甜品?